Chúng ta xem xét một số cái tích phân đặc biệt ha, chính xác là một cái nguyên hàm, các nguyên hàm, trường hợp thứ nhất, nguyên hàm a trên cho x trừ alpha nhân x trừ beta, có thể đơn giản chúng ta cho a bằng 1 luôn. Ở đây với alpha khác beta, ta chỉ quan tâm đến nguyên hàm của cái hàm số liên quan trên cái khoảng thích hợp để cho tránh những cái phiền phức ha. Cái thứ hai, nguyên hàm của ax cộng cho b trên cho x trừ cho alpha bình phương. Và cái thứ ba, nguyên hàm phức tạp ax cho x trừ alpha những x trừ beta. Và cái thứ tư, nguyên hàm 1 trên 2x bình phương cộng bx cộng c với a khác 0, a chính là b bình phương trừ 4ac. Ta lần lượt xét các cái bài toán tìm nguyên hàm này ha. Bài toán đầu tiên là đơn giản nhất ha, thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Chúng ta sẽ xử lý phân tích cái phân tích này theo mẫu. Ở đây chúng ta xét alpha khác beta ha. Thì chúng ta một làm một cách đơn giản ha, chúng ta sẽ tiến hành lấy mẫu hai cái mẫu này trừ nhau, thì lập cái hiệu này nó sẽ có hai cái lợi ích. Thứ nhất là nó có cái điều đặc biệt, thứ nhất là nó thì lập hiệu nó sẽ mất con x, thì nó chúc ra là lúc đó là x trừ alpha, x trừ alpha ta trừ một khoảng trống ha, x trừ alpha trừ cho x trừ beta. Cái lập hiệu này chúng ta sẽ thấy được rằng tử của mình là một cái hằng ha, và một lát nữa dùng cái hiệu này nè, liên quan tới cái mẫu là chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ giải ước một cách dễ dàng để đưa về dạng cái này sẽ dạng là a trên cho x trừ alpha cộng cho b trên x trừ beta như vậy. Thì lưu ý rằng khi lập hiệu này thì tử của chúng ta nó sẽ ra là beta trừ cho alpha chứ không phải là số 1, do đó chúng ta nhân thêm cái hệ số là 1 trừ beta trừ alpha x trừ alpha x trừ beta. Thì chúng ta mong muốn đạt đến điều này, có được điều này chúng ta sẽ quy cái nguyên hàm này nè trở thành hai cái nguyên hàm cơ bản, rồi nó sẽ bằng là một phần beta trừ alpha nhân cho một phần a trừ b, lưu ý ha, a trừ b trên cho a nhân b thì bằng a trên cho a b trừ cho b trên cho a b, nó sẽ bằng là một phần b trừ một a, là một phần x trừ beta trừ cho một phần x trừ alpha. Thì lúc đó chúng ta có được nguyên hàm ha, một trên x trừ alpha x trừ beta sẽ bằng là một trên beta trừ alpha log Neper của trị đối x trừ cho beta trên x trừ alpha. Ở đây chúng ta chỉ xem xét trên cái khoảng thích hợp để cho cái việc tìm nguyên hàm nó tránh phiền phức ha. Vậy là cái đầu tiên chúng ta dùng cái kỹ thuật chèn như thế này, lập lấy hai cái mẫu, hai cái nhân tử của mẫu nè, lập hiệu thì nó sẽ mất nguyên, rồi nhân hệ số thích hợp quy về hai cái nguyên hàm cơ bản và có được công thức không. Trường hợp thứ hai, mẫu làm cái tâm thức bậc hai có những kép ha. AX B trên cho X trừ alpha tất cả bình phương. Thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng cái công cụ đổi biến ha. T bằng X trừ alpha. Đó. Tử chúng ta là
t bằng x trừ alpha thì lúc đó chúng ta có x bằng t cộng alpha và dt bằng dx thôi. Đây là điểm. Thì là tử của mình chính là a nhân cho t cộng alpha. Mẫu của mình chính là t bình phương dt. Ở đây chúng ta không có cố gắng để đưa ra một công thức tổng quát mà chúng ta chỉ nắm được ý tưởng cơ bản để mình có thể thực thi đối với cái trường hợp mà có cái hệ số ABC và alpha là cụ thể ha. Để số bằng nguyên hàm của AT cộng cho B cộng A alpha được cho T bình phương DT. Này chính là nguyên hàm của A trên cho T cộng cho B cộng A alpha trên cho T bình phương. Vậy kết quả nó sẽ là A log đi B trị đối T cộng trừ cho B cộng A alpha trên cho T. Lưu ý rằng ở đây chúng ta phải chuyển về cái biến x ha. A log đi B trị đối x trừ alpha trừ cho A B cộng cho A alpha cho x trừ alpha cộng C. Như vậy bằng cách đổi biến chúng ta có thể nhanh chóng chuyển cái thức phân của mình về dạng về hai cái nguyên hàm cơ bản là 1 trên x và 1 trên x bình. Đối với bài toán thứ ba thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Tử là một cái đa thức bậc nhất hoặc là đôi lúc là nó cũng là tổng quát của trường hợp 1 luôn. A có thể bằng 0 thì nó quy về trường hợp 1. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Trường hợp số 3. X trừ cho alpha, x trừ beta. Ở đây chúng ta xét alpha beta của chúng ta khác nhau. Khi đó chúng ta phân tích theo mẫu ha. Theo cái lý thuyết thông thường chúng ta sẽ phân tích như sau. Các bạn là a trên cho x trừ alpha cộng cho b trên cho x trừ beta. Thì ở đây chúng ta sẽ đưa ra một cách để tìm a lớn b lớn một cách nhẹ nhàng ha. Thì cụ thể như sau. Từ đây ha chúng ta sẽ tiến hành nhân hay vế cho x trừ alpha. Ta mong muốn tìm ra cái đẳng thức này. Tất nhiên cái đẳng thức này đúng với mọi ít khác alpha beta. Thì chúng ta sẽ dựng đến coi như là đẳng thức 1. Nhân hai vế cho ít trừ alpha thì chúng ta có được a cộng cho b như cho ít trừ alpha nhân cho ít trừ beta bằng a ít cộng b nhân cho bằng ha. X trừ anh trừ beta. Và chúng ta lưu ý rằng là đẳng thức này đúng với mọi x khác alpha beta, nhưng thực ra nó chỉ cần đúng với mọi chỉ cần các x khác beta là đúng rồi. Và lúc này chúng ta có thể thay x bằng alpha vào thì bên trái này nè, nhớ là alpha khác beta thì bên trái này cái phần liên quan tới b nó sẽ bị triệt tiêu, dẫn đến a bằng chính là a x cộng cho b trên cho x trừ cho beta khi x bằng alpha. Và làm tương tự như vậy tìm ra được b chính là a x cộng cho b trên cho x trừ cho alpha beta. Thì thật ra cái này là chính là cái vế phạ cái hàm mình đang xét nè, nhân thêm x trừ beta nè rồi thay x bằng beta vào
thì ra ra kết quả của B ha. Từ đây có A và B thì chúng ta sẽ quy cái nguyên hàm này thành hai cái nguyên hàm cơ bản được ha. A log trừ đó x trừ alpha cộng B log trừ đó x trừ beta cộng C. Đây là một cái kỹ thuật ha, để xử lý. Trường hợp thứ tư, ta cần tìm nguyên hàm này. 1 trên A x bình phương cộng B cộng C với A khác 0. Delta chính là B bình phương trừ 4AC nhiều âm chứ. Trong trường hợp này chúng ta sẽ tiến hành phân tích cái mẫu ha. A x bình phương cộng chấm B x cộng C. Đặt A là nguyên tử chung. X bình phương cộng cho B trên A x cộng cho C trên A. Chúng ta sẽ tiến hành phân tích cái gom hai cái số hạng bậc hai và bậc nhất này để tạo ra một cái bình phương đúng. X bình phương cộng cho hai lần x nhân cho b trên 2a. Chúng ta phải cộng thêm b trên 2a tất cả bình phương. Vậy chúng ta thực cái phần dư ra bên ngoài chính là cộng cho c trừ b bình phương trên 4a. Được. Vậy chúng ta sẽ có được phân tích như sau. Chính là x cộng cho b trên 2a tất cả bình phương cộng cho chính xác là trừ trừ delta trên cho 4a bình phương. Vậy chúng ta sẽ có này được bằng chính là a nhân cho x cộng cho alpha bình phương cộng cho beta bình phương. Trong đó alpha bằng b trên 2a, delta bằng mình nhầm beta bằng căn bậc hai của trừ delta trên cho khi đó phần ở bên trên chúng ta sẽ quy về vâng một trên cho hai bình phương cộng cho b cộng c. An một trên a cho x trừ x cộng alpha bình phương cộng cho beta bình phương thì sẽ ra là một phần a nhân cho một phần beta nhân alpha x cộng alpha trên beta. Đây là cái hằng số c lớn ha, hằng số vâng c lớn chứ không phải con c nhỏ đây ha, đây là c nhỏ luôn. Vậy chúng ta có cái cách xử lý cho bốn cái phân cơ bản này.